xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Tayon sẽ có mẫu đùi cá mới đây, các bạn thấy chưa? Cái đó gọi là Monofin. Monofin mới. Monofin này là sẽ bơi nhanh hơn các Monofin kia luôn. Với cái màu nó theo tông màu của logo Tayon luôn. Màu xanh dương nước biển và màu cam của mặt trời. Đây, cam trời. Tông màu chủ đạo của logo thương hiệu mà Man Tayon, logo màu cam, hình người cá biểu tượng vòng tròn đang uốn quanh giống như ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của trí tuệ. Và đây, màu xanh của biển cả đây. Tayon ơi, ủa sao em hỏi nè, sao Tayon thay đổi Monofin như cái iPhone 8 hay một năm người ta thay đổi cái iPhone một lần, còn Tayon là một năm thay đổi cái iPhone 3 lần, cái Monofin 3 lần. À, mục đích là tôi muốn nâng cấp cái Monofin ngày càng bơi tốt hơn, kiểu dáng đẹp hơn và chuẩn của người cá hơn. Đây là những hàng đặc biệt để thiết kế cho những đệ tử người cá của tôi trong việc tập luyện. Bởi vì những người cá quốc tế chuyên nghiệp á, họ thậm chí mang những cái đuôi Monofin nặng đến 40kg chứ không phải là nhẹ như thế này. Nhưng mà mấy em người cá còn nhỏ tuổi nên tôi phải... anh Tayon cho tụi mình xài đuôi cá nhẹ. Nếu như mà tụi mình lớn như Tayon á là sẽ xài Monofin 40kg lận. Đúng rồi. Mà biết sao tại sao phải đeo đuôi Monofin nặng vậy không? Tại vì á là người ta muốn cho cái chân mình tập luyện cho nó khỏe thì cho... Như đuôi của cá heo vậy đó. Đúng rồi. Nhưng mà cái đuôi này á sẽ giúp cho tay bơi nhanh hơn á. Thử luôn đi tay. Rồi. Cái da đuôi của em nhỉ? Đúng rồi. Với lại cái đuôi này sẽ tập cho mấy em là lặn dưới đáy hồ cho nó dễ. Thì cái đuôi này nó được thiết kế chủ yếu là để phục vụ cho hai lợi ích đó, là nằm dưới đáy hồ nước cho nó dễ, với lại nổi đuôi lên trên mặt nước. Tại cái đuôi này có lông lá trên lông. Ừ, đúng rồi á. Nổi lên. Xong rồi ra bơi kỹ thuật 10 vòng nha. Bơi một nhịp nha. Dạ. Thấy sỏ chân vô cái đuôi Monofin này cảm giác như thế nào? Em thấy cảm giác nó bó để cho nó bó chân mình để cho mình bơi. Ừ. Bơi chắc hơn và mình bơi nhanh hơn. Đúng rồi, trên thị trường hiện tại nhiều cái nơi sản xuất đuôi tiên cá đúng không? Nhưng mà làm không có chất lượng đúng không? Với lại họ không phải là chuyên về bơi lặn kỹ thuật người cá, nên chắc chắn là họ sẽ không thể tạo ra những cái đuôi tiên cá ngày một nâng cao và ngày một tương thích với các trình độ bơi lội của các em người cá đúng không? Thí dụ như bạn người cá tai bơi tốt rồi, bây giờ bạn phải xài đến cái đuôi này, còn ở ngoài thị trường họ chỉ sản xuất đuôi tiên cá để dành bơi đeo chơi bình thường thôi, chứ không phải chuyên dụng cho tập luyện bơi người cá quốc tế như Tayon thiết kế cho các đệ tử của mình. Xong chưa? Ok, bây giờ bạn người cá tai đã biến hình thành người cá heo rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ Tayon cũng sẽ biến hình thành người cá để xuống luyện dưới tay nha. Các bạn sẽ xem Tayon thay đồ rất nhanh. Các bạn có thấy chiếc đuôi Monofin này nó đẹp không? Nó giống y chang như là cái đuôi được thiết kế trên cái logo tiên cá của Tayon vậy đó các bạn. Và cái vớ mang vô đuôi cá cũng xịn hơn nữa. Nó sẽ ôm rất sát vào chân của bạn để thích vô cái chân của bạn, biến bạn trở thành một người cá thật sự luôn. Rất ôm vào cái chân của mình. Khi mà gắn cái đuôi cá vô được rồi, bạn sẽ không còn phân biệt cái chân của mình hay là cái đuôi của người cá nữa. Ôm khích tuyệt đối. Đã lắm. Rồi, bây giờ là bạn người cá tai đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Xin thông báo cho các bạn biết, chiếc đuôi tiên cá mới này được thiết kế rất là nhẹ cho việc bơi nổi chồng chuối trên mặt nước và hỗ trợ rất là tốt cho việc tập luyện môn freediving, là môn lặn sâu tự do.
nên mỗi cái đuôi tiên cá của Tion thiết kế ra nó đều hợp với những người tập luyện bơi lặn người cá, chứ không phải là sản xuất công nghiệp đại trà, mà là sản xuất để đáp ứng cho những người cá học trở thành người cá quốc tế biểu diễn chuyên nghiệp trên thế giới. Rồi, tay quay Tion. Các bạn xem Tion trồng chuối dưới nước, kỹ thuật này hỗ trợ rất tốt cho người cá tập lặn sâu để quen dần với áp suất cao ở trong nước. Trồng chuối ở dưới nước tuy đơn giản hơn ở trên bờ, nhưng hiệu quả để có một thân thể đẹp gấp 6 lần. Vì có sự tác động của áp suất dưới nước sẽ giúp cho cơ thể trao đổi chất nhanh hơn bình thường. Bạn thấy ông tiên cá hay không? Đặc biệt là cái đuôi tiên cá mới này của Tion còn giúp bạn giữ cân bằng tốt hơn so với những cái đuôi tiên cá cũ mà Tion đã bán hay lấy của những thương hiệu khác về. Không cần học bơi người cá, chỉ cần mang cái đuôi tiên cá này vào tập trồng chuối 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, cứ 30 giây nổi lên lấy hơi một lần, bảo đảm béo phì cách mấy cũng thành siêu mẫu. Rồi, tay bắt đầu đi. Thì cái đuôi tiên cá này nó được thiết kế giúp cho mình giữ thăng bằng tốt ở trong nước nữa. Khi mà em trồng chuối, em có thể lắc nhẹ đuôi để giữ thăng bằng, hít thở cho đúng kỹ thuật chứ. Bị co đầu gối hoài vậy tay? Tay em lặn sâu quá, nó, cái tường nó dính đầu gối. Cố gắng giữ thẳng đầu gối mới giống được một người cá chuyên nghiệp ha. Rồi em nói cảm nhận về chiếc đuôi này cho các bạn nghe. Em thấy em cảm nhận là nó bơi nhanh hơn cái đuôi mà màu nâu. Tại vì em bơi có 5 nhịp mà, em bơi từ đầu hồ đó mới 5 nhịp là nó ra tới giữa hồ. Vậy là nghĩa là sau 3 lần nâng cấp đuôi cá của Tion so với những thương hiệu khác đều mạnh hơn gấp bây giờ chắc chục lần của mấy cái thương hiệu khác luôn rồi, đúng không tay? Bởi vì đuôi cá của Tion nâng cấp liên tục mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Tay đứng nước thấy dễ dàng hơn không? Dạ, với chiếc đuôi mới bây giờ tay đã có khả năng giống như một người cá thật sự hơn nữa rồi đó các bạn. Rồi bây giờ bạn người cá tay sẽ tập lặn 3 nhịp 10 lần. Tion kiểm tra khả năng đáp ứng về kỹ thuật bơi lặn của đuôi cá monofin này cho các bạn xem để thấy rõ nó tuyệt vời hơn những cái đuôi cá trên thị trường như thế nào. Nhìn thấy độ lượng và lướt nước của Tion quá mượt mà đúng không? Là nhờ kinh nghiệm sử dụng tất cả đuôi tiên cá bán trên thị trường thế giới mới có thể tạo ra chiếc đuôi tiên cá hoàn hảo với giá rẻ bất ngờ này vì các bạn đấy. Chắc chắn đuôi tiên cá Tion hỗ trợ cho việc tập luyện bơi lặn lội 1 nhịp, 3 nhịp và 5 nhịp rất là dễ dàng, chứ không như mấy cái đuôi monofin khác, nó đều gây khó khăn ở phần lặn và lội cho các bạn. Do các bạn không hiểu rõ về kỹ thuật bơi người cá nên Tion cũng khó giải thích nhiều, chỉ có thể thử và trải nghiệm. Nếu không tin cứ tốn gần 1.000 đô để sử dụng các đuôi monofin của hãng khác đang bán trên thị trường, rồi chỉ vài trăm ngàn đồng để được trải nghiệm đuôi tiên cá của Tion là biết ngay. Coi ai thật sự có thể biến ước mơ tiên cá thành hiện thực cho các bạn trên thế giới này nha. Coi tay làm được không nha, kỹ thuật cao hơn. Giống như lặn 3 nhịp kỹ thuật bình thường, nhưng mà mình chỉ ngang ra thôi. Mình lắc đuôi 3 cái xong mình xoay người lại, mình nổi lên, hiểu không tay? Thank you.
thấy khó không? Em thấy khó. Nhưng mà cái khúc mà khá thấp này nè, em xoay người lại em thấy nước ít quá. Vậy hả? Với lại cái đuôi này á, nó thích hợp cho việc lặn sâu lắm. Mình lặn càng sâu càng dễ. Với lúc mà mình nổi lên, lặn xuống thì tốt hơn. Đó, mấy người cá chuyên nghiệp là mang đuôi cá nặng mấy chục ký là chuyện bình thường. Bây giờ tay sẽ lặn 3 nhịp bình thường. Sau đó tụi mình sẽ nắm vô cái đuôi cá của tay, tay phải kéo tụi mình đi theo để tập cho tay tăng thêm sức mạnh. Nhớ vận dụng vô phần eo nha. Lắc nhẹ thôi, rồi kết hợp chú ý vô hơi thở làm cho nó đều. Tay đang kéo tôi đi theo. Bạn người cá tay đang tập luyện đỉnh cao trên con đường trở thành siêu người cá. Rồi tay kéo tôi đi theo, tay thấy mệt không? Dạ không. Gì? Hơi thôi à. Vậy luôn hả? Hơi mệt thôi. Đó. Thì tôi tập cho cái này là cái eo của tay sẽ khỏe hơn, dẻo dai hơn, mạnh như eo cá heo luôn. Hít thở sâu trong nước 2 phút. Xong rồi thở ra, nhẹ hơi ra bằng mũi. Xong chìm xuống đáy hồ ha. Xem bạn người cá tai thở nước kết hợp lặn, nổi lên chìm xuống rất là thoải mái đúng không? Tôi khẳng định hiện nay không có đuôi tiên cá nào trên thế giới làm được như vậy. Và những đuôi này tôi chỉ bán cho những ai học bơi làm đệ tử của Tiun để cấp bằng người cá quốc tế, chứ không bung ra thị trường để bị ăn cắp mẫu bắt chước. Vì chắc chắn các bạn cũng không làm được đâu, mà sẽ làm hại cho những người mà đeo đuôi tiên cá đó, hại cái chân của người ta đó. Bởi vậy đuôi tiên cá Tiun cũng sẽ thiết kế có loại để chơi cho vui như mấy hãng khác, và có loại đặc biệt chuyên dụng để tập luyện, nhưng chỉ chung một kiểu dáng. Nhưng chỉ có chung một kiểu dáng. Bơi lặn người cá của Tiun sẽ cho bạn sự hưởng thụ cao nhất của đời người, đó là điều không thể miễn bàn. Muốn tạo ra một chiếc đuôi tiên cá đỉnh cao nhất thế giới thì bạn phải thật sự là một tiên cá cái đã. Ok, buổi tập luyện hôm nay đến đây thôi. Ngày mốt chúng ta lại gặp lại. 8:40 rồi.